Đây là những hình ảnh thực sự đau lòng, gây ra bức xúc rất lớn trong dư luận thời gian vừa qua. Con cái đốt nhà cha mẹ, chồng bức tử vợ vì ghen tuông, anh chị em xung đột nhau vì đất đai thừa kế. Những sự việc như thế này cho thấy đạo đức con người trong một bộ phận gia đình đã xuống cấp, đã băng hoại đến lo ngại. Chỉ vì lợi ích vật chất, lòng tham, họ sẵn sàng ra tay với ngay cả chính vợ và mẹ đẻ của mình. Chà đạp lên tình mẫu tử và đạo hiếu đều là những giá trị cao quý và thiêng liêng nhất đối với mỗi con người trong xã hội. Những sự việc này vẫn đang âm thầm diễn ra hàng ngày, hàng giờ, xảy ra trong gia đình và ngoài xã hội. Nó như một hồi chuông báo động để chúng ta cùng nhìn lại và tự hỏi, từ khi nào và vì sao đạo đức gia đình lại băng hoại đến vậy? Đấy là một cái hiện tượng cũng đã xảy ra, nhưng mà không phải là phổ biến ở xã hội Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên những cái hiện tượng cá biệt như thế thì nó cũng đang gióng lên một cái hồi chuông cảnh tỉnh về cái sự xuống cấp đạo đức, đặc biệt là trong cái cách ứng xử trong gia đình. Hiện nay thì đạo đức xã hội nó có nhiều vấn đề mà gây ra bức xúc trong quần chúng nhân dân. Cái này không chỉ là trách nhiệm của gia đình hay là của nhà trường, mà là trách nhiệm rất là lớn của các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là của luật pháp. Nói đến đạo đức là nói đến những chuẩn mực của xã hội về quan niệm đối nhân xử thế giữa con người với con người. Trong đó, mọi cử chỉ, hành vi, thái độ ứng xử của mỗi con người vừa thể hiện bản chất đạo đức cá nhân, vừa cho biết bản chất đạo đức của mối quan hệ trong gia đình đó. Sự hình thành đạo đức gia đình không chỉ dựa trên những quy định của pháp luật, của phong tục tập quán và truyền thống dân tộc, mà còn dựa trên niềm tin và dư luận xã hội. Gia đình cụ Nguyễn Thị Tề, 90 tuổi, ở 24 phố Hàng Cân, Hà Nội là một ví dụ điển hình cho gia đình bền vững với nền tảng đạo đức truyền thống. Cụ có 10 người con cả dâu và rể, 11 cháu và 15 chắt. Dù đông người, nhưng lúc nào không khí gia đình cũng vui vẻ, ấm áp, hòa thuận, mọi thành viên đoàn kết, gắn bó, yêu thương, tôn trọng lẫn nhau. Tôi thấy cái đạo đức của bố mẹ tôi mà sum họp được, nên là vì vậy tôi cũng có những cái tâm làm sao mà bắt chước được bố mẹ. Không khi mà không xảy ra cái gia đình nhà mình, nhưng mà có, hay là các con mình trưởng thành lên, mình có gia đình, mình cũng muốn các con có sum họp đúng như mình ý thích, cái tuổi nhỏ gia đình nhà mình đông đủ như thế. Thường là một gia đình có cái nền tảng văn hóa tốt hay là đạo đức gia đình tốt thì con cái bao giờ cũng được định hướng, hay nói khác là được quản lý một cách nó theo hướng thiện. Và dù là tiếp nhận nhiều cái nguồn thông tin ngoài xã hội nó có thể tính tiêu cực đi nữa, nhưng mà bản thân mỗi cái thành viên trong gia đình sẽ nhận thức mình đi theo cái định hướng của gia đình nhiều hơn là cái định hướng của xã hội. Từ cái định hướng của gia đình tất nhiên nó hình thành nên định hướng xã hội, nhưng rõ ràng là cái nền tảng của mỗi gia đình nó thông qua cái định hướng trong văn hóa gia đình nhiều hơn là ngoài xã hội. Rõ ràng, gia đình có vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng, giáo dục, nâng đỡ con cái, là môi trường để hình thành và phát triển nhân cách, là nơi để rèn luyện lối sống có đạo lý, có tình người. Thế nhưng cũng chưa bao giờ đạo đức gia đình lại đáng báo động như hiện nay. Kết quả một cuộc điều tra xã hội học tại 3 thành phố lớn ở 3 miền là Hà Nội, Huế và thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, đa số người dân đánh giá sự xuống cấp đạo đức ở Việt Nam hiện nay đang ở mức báo động, chiếm tới 53% và trầm trọng 25,8%. Như vậy có thể thấy sự suy thoái, xuống cấp đạo đức trong xã hội hiện nay là một thực trạng đáng báo động và ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Tôi phải gọi ngay ra cái bản chất của xã hội chúng ta hiện nay đang ở cái thời điểm mà chúng ta gọi là thời điểm quá độ, nhưng mà chúng tôi thì vẫn cứ gọi là thời kỳ quá độ nguyên thủy. Đó là thời kỳ từ cá nhân đến gia đình đến xã hội cũng đang tích lũy tài sản một cách nguyên thủy. Trong khi đó thì các cái luồng văn hóa, tâm lý từ bên ngoài tràn vào nơi này, nơi kia, có thể chỗ này, chỗ kia còn mất kiểm soát, còn chưa được lọc. Và bản thân cá nhân của mỗi con người cũng không phải ai cũng được tư vấn, dạy dỗ cũng như điều tiết hành vi trong gia đình một cách chỉn chu.
Đúng là trong bối cảnh mở cửa của nền kinh tế đã làm cho con người chịu ảnh hưởng trực tiếp của các trào lưu tư tưởng xã hội như chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa sùng bái tiền, vàng, chủ nghĩa cá nhân, vị kỷ. Chúng thẩm thấu vào cách ứng xử cá nhân và do đó làm cho luân lý đạo đức của gia đình trở nên xấu đi. Những đợt sóng biến đổi nhiều mặt của xã hội đã dội vào gia đình, tác động đến đạo đức gia đình, khiến không ít những giá trị đạo đức gia đình đang bị vi phạm, thể hiện lệch lạc. Khi mà những hành vi ác không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, khi mà những người làm những điều ác không được trừng trị một cách thích đáng, thì nó sẽ nhân lên những cái điều ác thôi. Thế còn thì tôi cho rằng là bản chất của con người ta bộc lộ rõ nhất là khi đụng chạm đến quyền lợi về kinh tế. Chỉ khi đụng chạm về quyền lợi kinh tế thì lúc bây giờ bản chất tự nhiên của mỗi con người mới bộc lộ. Bởi vì cái kinh tế, cái vật chất ấy là nó dính liền với cái quyền lợi thiết thực của mỗi một con người. Và nhờ cái sự giáo dục khác nhau mà nó hình thành văn hóa cũng như hình thành nhân cách khác nhau. Ví dụ có những người được giáo dục một cách đầy đủ thì họ hiểu rằng là đồng tiền nói riêng và vật chất nói chung nó chỉ là phương tiện của cuộc sống. Thì tôi cho rằng cái đấy là ở cái nhân cách của cá nhân. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nói trên, chúng ta thường cho đó là do mặt trái của kinh tế thị trường. Tuy nhiên, có phải mọi sai lầm, sự xuống cấp đạo đức xã hội đều do mặt trái của kinh tế thị trường? Hay còn có những nguyên nhân khác bắt nguồn sâu xa từ nền tảng văn hóa đã và đang bị lung lay, từ nhận thức chưa đúng, chưa tới tầm? Để giáo dục một con người thì phải phối hợp cả ba phía. Thứ nhất là gia đình, thứ hai là nhà trường và thứ ba là xã hội. Nếu có sự phối hợp của cả ba phía này thì thành viên trong gia đình đó mới có thể là tiếp nhận một cái sự giáo dục tốt. Nếu như mà không có sự phối hợp mà chỉ là giáo dục gia đình không ấy, thì nhiều khi là con cái của gia đình đó nó hư hỏng ở nhà trường hoặc hư hỏng ở ngoài môi trường xã hội. Còn nếu như chúng ta mà lại chỉ chú ý đến nhà trường hay là xã hội thì nhiều khi cái gia đình lại nuông chiều quá. Cho nên là cái sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội là một cái sự phối hợp vô cùng quan trọng. Cần làm gì để khởi phát trở lại những giá trị tốt đẹp, có thể nói từ nghìn đời của người Việt Nam, đạo lý, giàu lòng yêu nước thương nòi và tận tụy vì nhau. Bên cạnh xây dựng nếp sống văn hóa, đạo đức trong mỗi gia đình cũng cần phổ quát mạnh mẽ hơn nữa những tri thức của luật pháp, để cho những hiểu biết về luật pháp phải ăn sâu vào mỗi gia đình, từng thành viên trong gia đình để trở thành nhận thức chuyển hóa. Về mặt luật pháp chúng ta cũng nên có một cái luật hoặc là chính sách như thế nào đó để trong các gia đình người ta có một cái sự thỏa thuận, tôn trọng cái sự thỏa thuận tình cảm ở trong gia đình với nhau, chứ không nên chuyện gì cũng đem ra là tranh cãi trước pháp luật. Chúng ta không thể nhìn nhận là đạo đức gia đình nó quyết định cái đạo đức xã hội. Thế nhưng mà đạo đức gia đình nó sẽ là được hình thành. Nếu như chúng ta có những cái gia đình tốt thì chắc chắn chúng ta sẽ có một xã hội tốt. Nhưng mà phải nói là ngược lại là chúng ta có một cái nền tảng xã hội tốt nhưng chưa chắc cái đạo đức gia đình đã tốt. Mặc dù là bây giờ có thể cái đạo đức xã hội nó cũng có những cái chuyện ảnh hưởng rồi. Nó xuống cấp trong cơ chế kinh tế thị trường rồi ảnh hưởng của cái lối sống hiện đại phương Tây rồi trong hội nhập quốc tế thì nó có những cái biến động. Nhưng tôi vẫn hy vọng rằng là đạo đức gia đình nó vẫn là cái trụ cột, cái nền tảng đầu tiên, bởi vì cái môi trường gia đình nó là cái nôi đầu tiên để mà đào tạo, để mà giáo dục đến nhân cách con người. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội. Xã hội tốt thì gia đình càng tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Vì vậy, cần coi việc xây dựng đạo đức gia đình là công việc quan trọng. Mặc dù hệ thống đạo đức nói chung và đạo đức gia đình nói riêng về bản chất là hệ thống mở, nhưng cần phải có một hệ thống quy định đạo đức gia đình cụ thể. Đây là trách nhiệm của mỗi gia đình, nhà trường và các cơ quan hữu quan cũng như của các nhà nghiên cứu hiện nay.